Cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vừa tạm giữ hai hành khách nhập cảnh từ châu Phi về Việt Nam vận chuyển trái phép 7 khúc sừng tê giác, tổng trọng lượng gần 5 kg. Các đối tượng này đã cất giấu rất tinh vi số sừng tê giác trên trong hành lý cá nhân, dụng cụ gia đình và thùng loa vi tính để qua mắt lực lượng chức năng. Đây là sừng của loài tê giác hai sừng châu Phi rất quý hiếm, giá trị ước tính khoảng hơn 6 tỷ đồng. Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã khởi tố vụ án, tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ đường dây của các đối tượng.